Thanh đoàn Hà Trí Quang tổ chức tiệc cân gia ngay chọn biệt phủ vườn gần 1.000 m². Hà Trí Quang, Thanh Đoàn là một trong những cặp đôi được khán giả dành nhiều sự quan tâm trong thời gian gần đây. Từ khi công khai mối quan hệ hẹn hò, hai người khiến dân tình trầm trồ khi đặt kế hoạch cụ thể cho tương lai, xây dựng cơ ngơi hoành tráng và sinh sống cùng gia đình. Cặp đôi còn tổ chức tiệc tân gia, cùng quan khách ngắm toàn bộ không gian sống to nhất vùng. Biệt thự vườn thiết kế sang trọng rộng rãi có diện tích ước tính hơn 1.000 m². Hà Trí Quang, Thanh Đoàn tự tay chăm chút cho từng ngóc ngách, đầu tư chỉnh chu cho phần nội thất. Các vật dụng đều theo tông màu trang nhã, sáng sủa, gần gũi thiên nhiên. Không chỉ khách mời mà khán giả cũng phải choáng ngợp trước sự sang trọng của căn biệt thự và khuôn viên rộng lớn của nó. Tông của buổi tiệc được sử dụng là màu trắng xanh, vừa sang trọng lại bắt mắt. Thế nhưng khuôn viên cũng như cách trang trí trong nhà mới là điều được nhiều khán giả quan tâm. Không gian xây dựng hạnh phúc gia đình mới của Hà Trí Quang, Thanh Đoàn có diện tích hơn 3.000 m², được tọa lạc trên một mảnh đất rộng lớn và hoàn toàn biệt lập. Căn biệt thự gây ấn tượng với lối kiến trúc hiện đại, kết hợp khoảng sân vườn đầy cây xanh, các cảnh chẳng thua kém khu sinh thái. Hơn thế nữa, căn biệt thự còn có nhiều gian nhà nhỏ khác nhau, chia cắt nhau thành những không gian tách biệt. Nhìn từ bên ngoài đã thấy được độ hoành tráng khi có hàng rào chắn vô cùng kiên cố và lộng lẫy. Nhưng tất cả đành tắt điện khi khám phá một góc bên trong căn villa. Dù chỉ mới nhá hàng nhẹ về không gian, nhưng có thể thấy cặp đôi mạnh tay trong khoản thiết kế và mua sắm đồ nội thất. Tất cả vật dụng đều được đính kết, mạ vàng vô cùng sang trọng, tạo cảm giác như đang trong một lâu đài diễm lệ. Trước đó, Hà Trí Quang mời bạn bè thân thiết đến tham quan tổ ấm mới xây dựng cùng người bạn đời Thanh Đoàn, và khách mời vinh dự không ai khác chính là nữ diễn viên Hồ Bích Trâm. Không làm khán giả đợi lâu, khi dù đang bầu vượt mặt, nhưng nữ diễn viên vô cùng hào hứng hé lộ không gian sống hoành tráng của hai người bạn thân thiết trên trang mạng cá nhân. Ngoài Hồ Bích Trâm, thì nam nghệ sĩ Thanh Bạch cũng phải thốt lên quá đẹp, quá hoành tráng khi có cơ hội nhìn tận mắt tổ ấm mới của đàn em. Phải công nhận, dù chưa đập hộp nguyên căn biệt thự, nhưng khán giả đã phải bật ngửa trước những gì đang có. Được biết, Hà Trí Quang và Thanh Đoàn sinh sống cùng gia đình một thời gian trước khi tổ chức tiệc tân gia tại biệt thự vườn sang trọng này. Nam diễn viên khó giấu sự hạnh phúc khi người thân hai bên ủng hộ chuyện của hai người và có mối quan hệ thuận hòa với nhau. Anh từng chia sẻ, ba mẹ hai bên gặp nhau thì giống như quen từ thuở nào, nói chuyện cười đùa. Sáng thì hai mẹ chở nhau đi chợ mua đồ ăn, còn hai ba đi uống cà phê. Lúc này cảm thấy trong lòng rất vui, như này thì đã trọn vẹn rồi. Công khai mối quan hệ Hà Trí Quang, Thanh Đoàn gặp phải không ít ý kiến trái chiều. Tiếp nhận những nhận xét đó, nóc nhà nam diễn viên từ tốn tâm sự. Có người hỏi Đoàn rằng khi có một số bình luận tiêu cực thì Đoàn có buồn không? Thật ra là có buồn chứ, vì Đoàn cũng là con người mà, đâu phải sắt đá đâu mà không biết buồn. Nhưng đã quen với điều này rồi, Đoàn nghĩ miệng là của thiên hạ, cuộc sống là của mình, đời người chỉ có một lần duy nhất để sống mà thôi, nên sẽ cố gắng sống cho hạnh phúc của mình là đủ. Có thể thấy, nhận được sự ủng hộ của hai bên phụ huynh và lời chúc mừng từ đồng nghiệp khán giả, Hà Trí Quang và Thanh Đoàn ngày càng viên mãn. Cặp đôi dự kiến sẽ đón con chung vào tháng 12 năm 2022. Người theo dõi nóng lòng chờ đợi dung mạo của nhóc tì cũng như khoảnh khắc hạnh phúc nhất của hai người. Còn bạn thấy sao video này? Hãy để lại bình luận cho Danh biết với nha.